Lấy cái này đúng rồi. Cường đi, không chuyện Cường đi, trách nhiệm với Cường. Cường nó đang biết nên nói không ai không? Không nghĩ là nên nói cũng sao? Thì bây giờ có kết quả rồi chẳng mang về mà đi xét nghiệm. Bây giờ cô chị ơi, cô mặc đợi một cái kết quả này về xem mẹ. Ý là mẹ tao kiểu là không bình thường này. Không ai còn gì nữa không? Sao không nhỉ? Ơ nhưng mà vậy mẹ mày nói đúng nhỉ? Đúng là một cái như thế. Mẹ ta chẳng nói trước rồi, nhưng mà ta là con không ai giống thường này. Đáng thường nên kiếm tiền về cho mẹ mày. Không bây giờ không được thì mẹ mày. Không bây giờ, đây bây giờ kết quả này chẳng đúng. Chắc người ta xin nhỉ? Bây giờ người như lần trước cũng được. Cơ sở người ta uy tín như vậy, to chỗ nhà. Nhà mày đang ở trên nhà kiểu gì cũng mang bài trên đấy thôi. Ai biết thì lần trước cũng bị hụt đây nhá. Bây giờ chẳng có lở ra bố đẻ ra luôn đấy, không phải là kiểu bố khác mẹ đâu. Tao nghĩ không nên cho. Tao không cho mẹ thương chứ. Chúng ta mà biết có tao có cái giỏ này thì mẹ lên thì mẹ bệnh viện luôn. Suốt ngày là mấy ngày nay rồi. Mà kết quả nó rõ ràng như đây. Anh là hiền với nhau rồi. Còn chẳng nói được gì đâu. Chẳng nói được gì cả. Kết quả xét nghiệm nó rõ ràng như thế. Hai người rõ ràng rồi. Tao sao mình đứng cho ai biết nha để xem rồi. Nhưng mà nhưng mà bây giờ mày mang kết quả về đây đúng không? Để cô cũng nào cô thì nóng đợi nhìn tôi. Mẹ tao nhỉ? Anh ngu ấy bây giờ nếu mà như kiểu thì có phải là bây giờ mà cứ ví dụ như mẹ tao giết mẹ mày là tưởng là thằng Cường mang về chẳng vậy? Mẹ mày đi tham tiền từ sao em biết được vậy? Thật là không may. Còn vấn đề mẹ mày mình kể với mẹ mày. Tiền đâu phải là kể cho anh. Bảo với cô Mai tao nói giờ cô Mai mà sợ cô. Bây giờ chỉ có sợ đến cái chỗ là sao lại thường thôi thế không? Tiên tao nghĩ cô Mai thì cô sợ lạnh đâu chắc đấy đâu à. Nhìn cô cũng tốt mà. Xong rồi này. Mẹ Thơm à bắt trường hợp về nhà nào ấy bắt về nhà chứ ờ mẹ nào? Mẹ Thơm ra đuổi tao đi khỏi nhà rồi, đuổi lên nhà cô Mai ở đây. Cô Mai có chân rau ở nhà bên đấy. Bây giờ chưa quả rồi. Tao không có nhà. Bây giờ chưa có chỗ ở thì chẳng ở đây. Ý tao thói ở đấy đây. Khi nào nếu kiếm mồm đấy. Mày nhìn thấy tao cả bao giờ đâu. Tao qua tao đi quá nào ấy. Cô đầu xe trước đi. Thế tao kể cho các bạn trước cái xe thế nào đó. Rồi.